Chồng đưa đi học, giống cha mẹ đưa con đi học đến trường ngày đầu tiên. Where is the bus station? Ah, yeah. There is two. Đến trạm xe buýt rồi nè. Giờ mình sẽ đợi xe buýt số 58 để đi ra metro. Sau đến metro đi một trạm thôi. Đến Bellefontaine là mình xuống rồi đi bộ đến trường. Bản đồ trạm xe buýt đây. Phụ huynh mình đây. Mà cảnh hôm nay không có một bóng mây. Yes. Xin nữa quên. Lấy vé đó chứ. Vé xe buýt nè. Vé này mình mua là 10 lần đi. Thì mình 10 lần đi, một lần thì tầm khoảng 1 tiếng á. Thì vé này mình mua tại cái trạm, một trạm xe buýt. Cho nên giá nó là 10 lần là 13 euro. Nếu mà mình mua một lần mình đi mình mua một vé mà ở tại trạm xe buýt á là 17 euro. 1.7 euro chứ nhầm. Còn nếu mình lên xe buýt mình mới mua thì nó tới 2 euro lận. Thì mình mua 10 lần. 10 lần thì 13 euro để mình đi trong một tuần luôn. Thì mình sẽ giữ cái phiếu này. Và bên này thì xe buýt đến rất là đúng giờ. Trước khoảng mấy tháng thì họ sẽ có lịch trên trên cái thông tin của tuyến mình đi. Ví dụ mình đi tuyến 58 nè, thì họ in sẵn, họ để ở trạm xe buýt đó. Mình có thể đến mình lấy. Và tí nữa thì mình sẽ đi, hôm nay thứ hai đúng không? Thứ hai mình sẽ đi cái tuyến đến đây lúc mất tiêu rồi ta. Ôi, xe buýt tới luôn rồi. Lên đường thôi. Còn nếu bạn đi vé tháng á, thì một tháng là 50 euro. Mình làm sẵn một cái thẻ á, thì đem ra chỗ trạm á, cái hình thẻ và đóng tiền là 8 euro cái tiền thẻ đó. Thì mỗi tháng cứ đóng vô 50 euro thì đi lúc nào cũng được, giờ nào cũng được, tuyến nào cũng được luôn. Ông quá.